Nhà, cả nhà ơi, hôm nay rảnh rỗi nè, nhỏ này nó đòi ra hái chanh mà phải quay phim làm video cho nó. Giờ đi ra hái chanh vô lấy nước chanh lấy nước chanh để dành, tại vì quá trời chanh luôn cả nhà, không biết làm gì cho hết bây giờ nữa, nên thôi kệ, rảnh rỗi cho nó ra nó hái chanh nè. Sáng cái này đó, là ra cái này chưa hái, này là rụng không á, nó rụng không á mà ra lượm một rổ luôn rồi đó. Đổ ở đây lấy rổ thì hái thêm, tại vì mỗi lần làm vắt nước chanh á, vắt lần cho nó bài ra làm lần cho nhanh, vắt rồi lấy nước rồi đông đá để dành đó, khi nào xài thì lấy ra xài thôi chứ giờ biết làm gì cho hết, quá trời chanh luôn rồi cam nữa cái mùa bỏ thì uổng mà hả, làm hả từ năm năm trước tới năm sau gì cũng còn hết trơn. Mà giờ tiếp tục làm tiếp nè, giờ theo mình chân mình đi ra ngoài sau vườn hái chanh nha cả nhà. Sao mấy ngày mưa, hôm nay nắng nè, hôm nay nắng nhưng mà dự báo thời tiết là ngày mai mưa lại tiếp đó. Trời ơi cam trái này nó chín quá trời luôn nè, thấy không? Nó chín nè, nay chín vàng tươi hết trơn trời nè, quá trời luôn. Chín cam này ngọt, hôm qua vắt nước uống quá trời ngon luôn á nè, quá trời cam nè, chín hết trơn này. Lát hái mới rồi đi ra xách qua cho cây cỏ rồi rụng, lá rồi rụng hết trơn rồi, cả nhà thấy không? Trời, cả nhà coi nè, tầng ô nè, trời, tầng ô mưa mấy bữa nó lên quá trời đất lên luôn nè, tầng ô á, tầng ô này là tự lên luôn á, chứ không có mấy năm rồi nó tự nó rụng hột quá trời, tự nó lên luôn nè, quá chừng luôn ông ơi là mưa mấy đám, là mai mốt mấy cái đám tầng ô này á, hỏi trồng luôn là nội nhiêu đây á, là hả ăn xong rồi cái năm nào cũng bị tự nó rụng hột nó lên đó, đó quá chừng luôn không. Rồi má nó còn lên nhớp nhớp ở trong đó rồi đó, cây nho nè, nho đây là rụng lá hết rồi. Rồi đi ra lượm chanh mau kìa, quá chừng luôn kìa, lượm trước đi, pick up the lemon. Ok. Cái chanh là quá là trái luôn nè. Chanh là đây dần quá trời luôn nè. Ngẹt luôn. Đó, trái đó. Sáng rồi ra là qua ra là một rổ luôn, trời sáng rồi ra nè. Nó rớt nó rụng vàng với đó trơn rồi. Quá chừng luôn nè. Mi khỏi cần đó, khỏi cần hái là chỉ rung cây là nó rụng, mà rung cây rụng mà đủ rồi chứ hái gì hái hồi nó rụng trên da ai ô da cầm mà nó còn dây nè, chèo 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 vô hồi rụng thôi là mày ấy vô là một rổ luôn chứ đừng đó. Mẹ mẹ gì thì lụm đi đó, đó. Rồi lượm đi, nhiêu đó đủ rồi, tao nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Vàng hết trơn luôn nè, trời ơi, nhà có ai ở gần nhà mình lại lấy hái chanh gì ăn nè. Mà chanh này thiệt là ngon luôn á, nước không luôn, không có một miếng hột nữa. Ngon lắm, mình cứ cây chanh với cây cam thôi mà cây nào cũng ngon đó, cây chanh, cây cam bên kia á, quá trời luôn. Quá trời luôn, lượm vô. Tôi chết. Cây này là sống muôn đời nè, cây gì nè, Rosemary nè, cây này này mà xong á, cắt vô xong đã lắm. Dàn bầu nó héo queo ở trên trời nè. Rồi còn nè, mấy cái lá cẩm cũng còn sống, như vốt tới mùa hè sống lại. Đó, có trái chín nè, bên đây cũng có trái chín đó nè. Trời ơi, trái chín nè. Chín hai ba trái vậy thôi, vậy thôi bị chán, còn nhiều mấy trái non non, lạnh quá nó héo hết rồi. Có cải xà lách nè. Ô mà cải xà lách kìa. Mấy cây cải xà lách này trời ơi, xà lách đó ngộ ha, xà lách mà trời lạnh đó, nó không bao giờ chết đâu nha, không bao giờ chết hết á. Đây mấy bụi cần, cần ngồi vậy cho nó sống gì. Ok, go go bác đây. Let's go make a lemonade. Trời.
vậy chứ ra chợ mua bắt mình chết luôn á. Ở vô nhà cho nó làm. Trời nó hôm qua nay cái đòi làm nước chanh hoài. Ở nhà biết không? Nè. Chanh. Đó. Bỏ vô trong đây rồi bắt đầu lấy ra rồi cái để dành ăn dần vậy đó. Giặt lấy nước mà ăn đâu có hết, làm sao ăn có hết nổi. Lấy mấy cái lá, lấy mấy cái bịch lá. Đậu chua. Đó. Vắt nước rồi bỏ vô nó để đông đá rồi bỏ mỗi lần nấu ăn hay làm nước mắm gì lấy ra cục cục như này coi nè, cục nước đá nè. Cục về cả chục trái á. Ít đâu, vô lắm. Đây nè, dán lại. Giờ lấy bịch nữa. Một hai nó đòi làm á. Chỉ đòi là làm nước nước chanh đó. Mà phải qua, mà phải qua video cho nó nữa. Lấy bịch nữa. Tiện hay sao nó mềm á, dễ lấy ra lắm này. Hồi lúc mở ra thằng nhóc mới đẻ đó, mở ra mua về cái là để làm đồ ăn, để bỏ vô cho nó đông lạnh, nhưng mà mình đâu có xài làm đồ ăn đâu, nấu cái nào ăn cái đó. Mình rảnh mà đâu có gì đâu phải làm, đâu có đi làm đâu mà làm đồ ăn để sẵn rồi ấy. Là dính ngay mới được, cắt xéo xéo khó làm á. Ok. Chưa biết làm, thích làm lắm. Có chừng biết không biết có chịu làm không. Hủ rồi làm giờ lượt qua cái nhà. Được để cho mấy cái xác á, xác nó mà nó có xuống cho nó nước, cho nó nước nó trong, lượt xác lại. Làm tí. Dính cái đi ra, dính cái đó coi. Dính. Mỗi năm làm có một mình à. Năm nay có chỉ phụ đỡ quá. Đỡ cắt làm nhanh hơn. Này mày vợi xong cái mình cắt rồi xong rồi mình mới vắt nước nó, một mình làm lâu cũng chết luôn đó. Chuyện này chị có chuyện này chỉ phụ. Rồi mấy cái đó. Cái chanh đó. Bỏ lần thôi à. Nguyên cái chanh hồi đó là vậy thôi đó, ai ăn thì ăn thôi. Kêu nhỏ em nó qua nó hái cho về cho người ta. Cái mình xay một lần vậy là hả, cái ba cái mấy cái chanh hồi nãy mình gỡ ra là hồi của năm ngoái luôn đó. Năm ngoái mà tới năm nay mới gỡ luôn á, đâu có ăn hết đâu. Có mấy cái hũ lấy ra xài thôi, còn mấy cái cục cục vậy còn yên luôn. Chị đỡ ghê, cắt ra hết trơn rồi. Rồi xong, rốt cuộc rồi cũng xong. Đó, ôi trời trời, cầm tay cầm nổi luôn nè. Một thố, nước chanh lượt xong. Còn này giờ chị muốn làm nước chanh chưa uống đó.
Bỏ đường vô nhiều vô trời ơi. Mày nhảm. Bỏ vô. Thôi buông ra đi mới bị bỏ cho. Ai cái đuôi. Đu, 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 mày đu lâu quá đổ thành lâm tà la. Can I do? Let me do. Rồi quậy lên. Xong. Uống soda hả? No. Một đống vậy vô được hai chum này thôi. Được 12 cục. Ui chui 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 chui. Nắp lại. Xong được 12 cục. Rồi chào cả nhà đi lên. Xong. Ba cả nhà chia sẻ với nhà cả nhà cách lấy nước chanh để dành xài suốt năm đó. Bye bye.